Quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, theo quyết định số 26 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, đến hết năm 2020 sẽ có tổng số 93 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, trong đó có một số doanh nghiệp lớn như Agribank, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam. Đến thời điểm này, Bộ Tài chính cho biết mới có công ty sách và thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa. Như vậy, còn 92 doanh nghiệp sẽ phải tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện để hoàn thành công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa trong năm 2020. Chuyên đề chứng khoán cuối tuần này sẽ đề cập đến vấn đề này với chủ đề cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước vẫn tình trạng án bình bất động. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên, mời quý vị cùng theo dõi tình hình cổ phần hóa tại các doanh nghiệp nhà nước trong phần tổng hợp ngay sau đây của chúng tôi. Thực tế, năm 2019 chỉ có 13 lượt doanh nghiệp thoái vốn, trong đó có 57 doanh nghiệp thuộc danh sách thoái vốn trong năm theo quyết định 1232 của Thủ tướng Chính phủ. Nếu tính cả 3 năm, từ năm 2017 đến năm 2019 thì có 92 lượt trong tổng số 314 doanh nghiệp phải thực hiện thoái vốn. Số tiền thu về là 8.964 tỷ đồng, bằng 15% kế hoạch. Trong giai đoạn 2016-2019, phần thu được từ thoái vốn chủ yếu từ các doanh nghiệp nằm ngoài quyết định 1232 của Thủ tướng với tổng số khoảng 170.629 tỷ đồng, trong đó 110.392 bao gồm việc thoái vốn tại Sabeco năm 2017 với số tiền thu về là 109.965 tỷ đồng, gần 52.000 tỷ đồng khác do các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực hiện thoái vốn, gồm cả SCIC thoái vốn tại Vinamilk. Có thể thấy, để hoàn thành kế hoạch, phần lớn nguồn tiền còn lại sẽ trông vào việc thực hiện cổ phần hóa thoái vốn nhà nước trong các doanh nghiệp trong năm 2020. Theo quyết định số 26 năm 2019 ban hành ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, đến hết năm 2020 sẽ có tổng số 93 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, hoàn thành công bố giá trị doanh nghiệp. Trong đó có một số doanh nghiệp lớn như Agribank, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam. Đến thời điểm này, Bộ Tài chính cho biết mới có công ty sách và thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa. Như vậy, còn 92 doanh nghiệp sẽ phải tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện để hoàn thành công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa trong năm 2020. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh có 38 doanh nghiệp và Hà Nội có 13 doanh nghiệp. Trước đó, số lượng doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa năm 2017, năm 2018 và năm 2019 lần lượt là 45 doanh nghiệp, 19 doanh nghiệp và 9 doanh nghiệp. So với kết quả đã đạt được ở những năm trước, mục tiêu cổ phần hóa 93 doanh nghiệp trong năm 2020 là khá tham vọng. Mới có một trong số 93 doanh nghiệp thuộc danh mục cổ phần hóa năm 2020 được phê duyệt phương án cổ phần hóa. Nếu tiến độ triển khai tiếp tục chậm chạp như các năm gần đây, thì mục tiêu cổ phần hóa trong năm 2020 có thể hoàn thành. Mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây. Theo quyết định số 26 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, đến hết năm 2020 sẽ có tổng số 93 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, hoàn thành công bố giá trị doanh nghiệp, trong đó có một số doanh nghiệp lớn như Agribank, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam. 2020 là năm cuối cùng trong cái lộ trình 5 năm tiến hành cái công tác cổ phần hóa trong cái kế hoạch của Chính phủ giai đoạn 2016-2020. Thế thì nếu mà để mà nói mà liệu chúng ta có thể thực hiện được cái kế hoạch 5 năm này hay không thì ngay bản thân hiện tại chúng ta có thể khẳng định là gần như là chúng ta không thể đạt được. Tuy nhiên là chúng ta hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào năm 2020 thì những cái thương vụ lớn có thể sẽ xuất hiện trên thị trường. Mặc dù là ở thời điểm hiện tại thì không có quá nhiều thông tin. Tuy nhiên một số cái tên tuổi lớn như là Agribank hay là Genco 1, Genco 2 hay là Mobifone vân vân thì chúng ta hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng. 2020 thì cái bức tranh về cái thoái vốn nhà nước là sẽ cái 32 và cái 126 đấy, tôi nói là hai cái là nó sẽ khởi sắc hơn 2019 nhiều. Đấy, tại vì là cái vướng mất của 2019 là cái định giá thôi mà chúng ta tháo được nút thắt này. Thì tôi nghĩ rằng là cái 2020 thì cái bức tranh về cái thoái vốn nhà nước là sẽ khởi sắc. Đấy thì phải báo cáo anh chị là hiện nay thủ tướng thì duyệt rồi, các danh mục của thoái vốn đã có rồi. Đấy, cũng không có và không có một cái rào cản, cũng không có một cái hạn chế gì cả. Đấy, tất cả các doanh nghiệp nào mà thuộc đối tượng mà theo quyết định 58 thủ tướng phân loại các doanh nghiệp nước và thuộc đối tượng thoái vốn là chúng tôi thoái có kế hoạch hết rồi. Đấy, chẳng qua là chuyện này là thoái không được thôi. Thì với cái việc sửa đổi 32 tôi đánh giá là nếu sửa sớm được thì 2020 thì bức tranh thoái vốn nhà nước là sẽ khởi sắc, mà không phải SCC riêng SCC mà kể cả vấn đề về cổ phần hóa các doanh nghiệp nước cũng như
là thoái nốt vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thì những cái đấy là sẽ khởi sắc và định giá như vậy. Đến thời điểm này, Bộ Tài chính cho biết mới có công ty sách và thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa. Như vậy, còn 92 doanh nghiệp sẽ phải tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện để hoàn thành công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa trong năm 2020. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh có 38 doanh nghiệp và Hà Nội có 13 doanh nghiệp. Trước đó, số lượng doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa năm 2017, 2018 và 2019 lần lượt là 45, 19 và 9 doanh nghiệp so với kết quả đã đạt được ở những năm trước. Mục tiêu cổ phần hóa 93 doanh nghiệp là khá tham vọng. Công tác cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2017-2020 đã thu được kết quả nhất định, nhưng chưa đạt được mục tiêu đề ra. Việc tháo gỡ các điểm nghẽn thông qua việc điều chỉnh chính sách được kỳ vọng sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn trong năm 2020. Trong danh sách các doanh nghiệp phải tiến hành cổ phần hóa thoái vốn nhà nước trong năm 2020, có rất nhiều các doanh nghiệp quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, điển hình như Agribank, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam. Theo giới chuyên gia, các doanh nghiệp nhà nước còn lại hầu hết đều là những doanh nghiệp có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, mặc dù hấp dẫn giới đầu tư nhưng lại rất khó để tiếp cận. Trong năm 2019 đến nay thì rất là nhiều doanh nghiệp gặp vướng mắc trong cổ phần hóa bởi vì họ vẫn đang triển khai các cái kế hoạch kinh doanh của mình, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp lớn của nhà nước, khiến cho cái việc mà tìm kiếm các đối tác, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược ở nước ngoài đang gặp nhiều khó khăn. Thì chúng tôi nghĩ rằng để có thể tiến hành cổ phần hóa thành công thì thứ nhất không chỉ cần về mặt tốc độ, mà thứ hai mà chúng ta còn cần về mặt chất lượng, tức là chúng ta sẽ phải bán được cổ phần hóa với một mức giá phù hợp với thị trường. Cái khó của những nhà đầu tư khi mà tham gia vào đầu tư những doanh nghiệp IPO, đấy là những doanh nghiệp đó thường là không có một cái quá trình lịch sử trên sàn niêm yết để họ có thể nắm bắt được cái thông tin về doanh nghiệp đó. Cho nên là khi mà mua một doanh nghiệp nào đó thì người ta đặt phải cảm thấy tin tưởng được cái ban lãnh đạo của doanh nghiệp và thực sự tâm huyết của doanh nghiệp, không chỉ là tâm huyết với vấn đề kinh doanh mà còn những người là còn phải rất là minh bạch và bảo vệ lợi ích của họ. Thì phải hội tụ rất nhiều cái tiêu chí như vậy thì thực sự là một cái IPO mới là thành công. Còn nếu không thì nó sẽ chỉ thành công được nếu như mà cái giá bán là thật sự là rẻ so với cái giá trị thật của doanh nghiệp đó. Bên cạnh đó, trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu và cả Việt Nam bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp nhà nước nếu tiến hành thoái vốn sẽ khó có được mức giá cao. Điều này xảy ra sẽ làm thất thoát ngân sách nhà nước. Khi mà thị trường tài chính ở trên thế giới diễn ra bất ổn, thì cái mức định giá mà các nhà đầu tư quốc tế sẵn sàng trả cho các doanh nghiệp đều là các doanh nghiệp đồng ngành của Việt Nam sẽ không còn được như cái giai đoạn mà của năm 2017-2018 nữa. Và cái việc mà chúng ta sẽ phải bán với một mức giá mà chúng ta không hợp lý thì sẽ khiến cho cái tốc độ mà cái tiến trình cổ phần hóa sẽ gặp nhiều khó khăn. Ngoài các yếu tố khách quan thì vẫn còn những điểm nghẽn đến từ nội tại doanh nghiệp. Đầu tiên là việc bản thân các doanh nghiệp gặp vướng trong vấn đề xác định giá trị doanh nghiệp, xử lý vấn đề liên quan đến sắp xếp đất đai. Cổ phần hóa thì đã vướng mắc khá nhiều ở cái giá trị đất đai. Thì cái việc mà đưa ra việc là không phải thực hiện định giá đất đai thì sẽ khiến cho cái giá trị của doanh nghiệp nó sẽ không được đảm bảo. Có rất nhiều doanh nghiệp mà đang hoạt động ổn định nhưng mà lại có phụ thuộc khá là nhiều vào đất dưới các doanh nghiệp thương mại chẳng hạn, thì rõ ràng là việc mà không định giá đất đai vào đây thì nó sẽ làm giảm đi cái giá trị của doanh nghiệp đó, và tôi cho rằng đó sẽ ảnh hưởng đến việc cổ phần hóa và khiến cho giá trị cổ phần của những cái doanh nghiệp như vậy nó sẽ thấp hơn định giá. Tuy nhiên cái việc mà định giá đất đai thì cái việc tôi cho rằng là có thể thực hiện một cái biểu mẫu về việc một cái biểu giá đất dành cho những doanh nghiệp cổ phần hóa thì họ sẽ có một cái căn cứ rõ ràng hơn, thay vì việc là định giá theo nhiều căn cứ như hiện nay thì chúng ta nên thống nhất lại về cái căn cứ để giúp cho cái giá đất nó sẽ dễ xác định hơn và sẽ đảm bảo đầy đủ giá trị đối với doanh nghiệp. Nguyên nhân chậm tiến độ còn được lý giải là do vai trò nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị chưa cao, chưa quyết liệt trong việc đổi mới hoạt động của doanh nghiệp. Câu chuyện về trách nhiệm của các cái cơ quan tổ chức có liên quan trong việc đôn đốc chỉ đạo công tác cổ phần hóa. Và vì nhiều lý do thì cái việc e ngại trách nhiệm nó vẫn diễn ra trong cái việc quyết định cái phương án cổ phần hóa, đặc biệt là khi có những cái vướng mắc trong cái xử lý đất đai, trong cái việc quyết định giá trị doanh nghiệp, quyết định phương án cổ phần hóa, quyết định giá bán cổ phần nhà nước, thì các cơ quan có thẩm quyền thì thường
e ngại trách nhiệm và không dám quyết định những cái thẩm quyền mà pháp luật đã trao cho mình, và thường là đùn đẩy trách nhiệm và mất rất nhiều thời gian để hỏi lấy ý kiến các cái cơ quan nhà nước có liên quan, và nó kéo dài cái thời gian ra. Để tiến trình cổ phần hóa thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước trong năm 2020 hoàn thành mục tiêu, không chỉ cần các cơ quan quản lý gỡ vướng cho doanh nghiệp, mà chính các doanh nghiệp cũng cần chủ động và tìm kiếm các giải pháp để nâng cao giá trị doanh nghiệp, từ đó có thể hấp dẫn nhà đầu tư. Mới đây, phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Phạm Văn Đức, Phó Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính về kế hoạch cổ phần hóa thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước trong năm 2020, cũng như những giải pháp Bộ Tài chính đang tiến hành để gỡ vướng cho doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn với VTV. Thưa ông, năm 2020 chúng ta mục tiêu là sẽ phải cổ phần hóa tiếp 93 doanh nghiệp. Ông có đánh giá như thế nào về cái khả năng đạt được mục tiêu này trong năm nay ạ? Theo cái quyết định 26 của Thủ tướng Chính phủ năm 2 đến hết năm 2020 thì phải thực hiện 93 doanh nghiệp cổ phần hóa. Thế đến thời điểm này thì đã cổ phần hóa được một doanh nghiệp. Thế còn lại 92 doanh nghiệp. Thì trong đó là thành phố Hồ Chí Minh là 38 doanh nghiệp. Thế và thành phố Hà Nội thì 13 doanh nghiệp. Thế ở đây thì cái việc cổ phần hóa thì đã xác định ngay từ đầu nhiệm kỳ rồi. Thế thì các cấp các ngành đã vào cuộc. Thì ở đây thì cơ quan đại diện sở hữu doanh nghiệp thì sẽ phải thực hiện cái quyết liệt thì mới hoàn thành được. Tôi được biết là vướng mắc lớn nhất hiện nay của các doanh nghiệp trong cái quá trình cổ phần hóa đó là vấn đề về đất đai. Vậy thì Bộ Tài chính đã có những cái hướng dẫn như thế nào, hay là có những cái đề xuất hay là chính sách như thế nào để tháo gỡ những cái khó khăn này cho các doanh nghiệp ạ? Theo quy định của cái nghị định 167 về sắp xếp cơ sở nhà đất thì tất cả các cái doanh nghiệp 100% vốn đều phải thực hiện sắp xếp. Thế thì đối với cả cái doanh nghiệp mà cổ phần hóa thì phải có cái phương án sử dụng đất. Thì ở đây thì cái nghị định 126 thì Chính phủ giao Bộ Chính để trình thì sẽ quy định thêm về cái quy trình thủ tục thẩm định, quy trình thủ tục về cái phê duyệt phương án sử dụng đất. Thì trong đó là quy định về cái cơ quan đại diện sở hữu sẽ phải phê duyệt về cái phương án sử dụng đất theo cái quy định về cái sắp xếp cơ sở nhà đất đối với tài sản công. Được biết là trong năm 2020 thì chúng ta sẽ có những cái nguồn hàng rất là lớn từ phía tổng các công ty cũng như là các ngân hàng lớn tiến hành cổ phần hóa ra thị trường. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái tiềm năng của dòng vốn nước ngoài và thị trường Việt Nam thông qua các cái đợt cổ phần hóa này? Theo cái quyết định 26 của Thủ tướng thì 93 cái doanh nghiệp về cổ phần hóa. Thế thì trong đó thì có cái doanh nghiệp mà với cái hiệu quả sản xuất kinh doanh rất là cao như là bên tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT, thế rồi tổng ty Mobile, thế rồi tổng ty Lương thực miền Bắc. Thế rồi thì của tập đoàn Than và Khoáng sản sẽ thực hiện cổ phần hóa. Thế thì các cái doanh nghiệp này thì sản xuất kinh doanh có hiệu quả thì hy vọng rằng tức là các nhà đầu tư sẽ quan tâm và cái việc mà thu hút các nhà đầu tư ở các cái doanh nghiệp này sẽ là rất là lớn. Thế thì chúng tôi hy vọng rằng là các nhà đầu tư quan tâm và sẽ cùng đồng hành trong việc về cổ phần hóa doanh nghiệp nữa. Xin cảm ơn những chia sẻ của ông. Xin cảm ơn chị. Những ý kiến vừa rồi của Phó Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính đã khép lại chuyên đề chứng khoán cuối tuần này. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền VTV. Xin kính chào và hẹn gặp lại.